An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. For a love that seems so far, so I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue to see you once again, my love. Overseas from coast to coast to find the place I love. Stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Lãng du bềnh bồng mang tim ta đến nơi tình hồng, hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn, xin đừng trôi qua mau. Anh sẽ không ưu sầu khi đời anh có em. Ta sống trong tiếng cười khi cùng đi bên nhau, người ơi. Dường như lung linh trong nắng giang, ai đang nô đùa ngoài sân. Dường như vu vơ trong gió, gió chợt nói với anh điều gì. Sẽ chẳng đổi thay, và em yêu ơi hãy đến cho vòng tay ấm thêm mỗi ngày, cùng anh đắm say nên bao câu chuyện thân tiên, chỉ anh và em.
đến nơi tình hồng. Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn, xin đừng trôi qua mau. Anh sẽ không buồn sầu khi đời anh có em. Ta sống trong tiếng cười khi cùng đi bên nhau. Người ơi, dường như lung linh trong nắng sáng, ai đang nô đùa ngoài sân. Dường như vu vơ trong gió, gió chợt nói với anh điều gì, rằng mây sẽ đưa đôi ta bay vào trời xanh. Này em yêu ơi, cô biết trái tim mình sẽ chẳng đổi thay. Và em yêu ơi, hãy đến cho vòng tay ấm thêm mỗi ngày, cùng anh đắm say nên bao câu chuyện thân tiên. Chỉ anh và dường em lung linh trong nắng sáng, ai đang nô đùa ngoài sân. Dường như vu vơ trong gió, gió chợt nói với anh điều gì, rằng mây sẽ đưa đôi ta bay vào trời xanh. Này em yêu ơi, cô biết trái tim mình sẽ chẳng đổi thay. Và em yêu ơi, hãy đến cho vòng tay ấm thêm mỗi ngày, cùng anh đắm say nên bao câu chuyện thân tiên. Chỉ anh và em. Đợi là một đồ cầu
ông cầu qua đây cũng là một cầu, là ông cầu của nước mẹ, là em của mẹ, là đây cũng là một đường phố, đây cũng là cầu, một cầu, này, thế còn chân ngôi ra đấy là ba mươi là vừa qua cầu cả, cái việc đó là cái chân là ba di là ba di cả của là của cháu. Là ở trong ngôi trong cung đó là ba mừng đó là những cách diễn ở của là lúc đầu hiện tại thì điều quá cũng là lúc đầu hiện tại thì nó qua rồi là chương trình hiện tại quá chưa gặp bằng cái cảnh gì đây mai hôm nay cái này quay lại thì cảm ơn thì hai cháu làm trong một phần cái con thì dâu để hai cháu ủng hộ tâm thì một phần nữa là cũng chúc cho hai cháu mãi mãi bên nhau còn đây hạnh phúc với những chương trình công giá của hai họ mãi mãi bên chặt và keo sơn. Rất xin cảm ơn tôi đại diện đoàn nhân gái cũng như ông thân nhân cháu Hoa là phát biểu thì chúng tôi rất cảm động với sự việc đón đầy đủ của họ nhà gái thì họ nhà trai thì bà nói như cùng bao đấy cũng được giá đây cũng được nhiều rồi sau đây tôi sẽ giới thiệu nhưng mà cùng mong là họ nhà gái rồi sau ta còn vui lời khuyên và trao đổi nhiều hơn. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, trao cho nhau ngòi môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút sẽ tuyệt vời. Yêu là ngày em bên anh không chút yêu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi, dù thời gian trôi qua.
anh yêu hỡi, lại gần đây với anh. Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn giấu. Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau, với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Thấy không, con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Thấy không, còn tim anh nói rất cần em. Em ơi, cứ mãi như vậy tình ta sẽ chẳng phai nhòa. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. Một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao. Đã báo cáo với chính trị của ông Hải, và
được khoảng 1 giờ hơn 5:50 đó. Là cho các cháu về trong phòng cái. Thì báo cáo thì họ nhà gái thì thay phần thân ra hôm nay thì có lẽ là đấy ta có số chưa biết. Nhưng mà tôi là bác, tôi là mẹ mới thì chắc các bác biết rồi. Cũng bằng thì hôm nay cũng có tham gia thêm là có liền bữa đó còn em bố đi gặp người bên ngoài thì tôi mới đó thì như thì sức khỏe thò là cho 7 triệu thế nói là cả cháu 7 triệu thì có tặng thì mình thấy là hai cháu con nó cũng và chúng tôi tham gia của hai họ mà bà biết chậm thì họ gái cũng chậm nhất thế châu và cũng là bạn đôi này đó có cái châu lá cá hò như là cá qua cái này. Trong đôi phút giây mà thôi tâm tư này anh ghi trong từng khúc ca nhẹ, vì như khi yêu em mà lòng anh luôn cứ lo vì sợ ta chia tay sẽ quên mất nhau sao. Một niềm tin cho em là lòng anh không đáng đo, dù nhiều cơn sóng gió thì ta vẫn mãi mãi bên nhau người ơi, mãi bên nhau nồng say. Khi ta qua nhau tay nắm tay trong trái tim này, những lúc khi em hạnh phúc, lúc khi em buồn đau, bên em có anh, luôn có anh, luôn có anh đây. Ta bên nhau có nhau rồi, mong em sẽ yêu nhiều hơn khi em lắng nghe câu ca anh dành hết cho người. Bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu ngóng trong khi xa nhau cách nhau, dù trong đôi phút giây mà thôi tâm tư này anh ghi trong từng khúc ca nhẹ.
như khi yêu em mà lòng anh luôn cứ lo vì sợ ta chia tay sẽ quên mất nhau sao. Một niềm tin cho em là lòng anh không đáng đo, dù nhiều cơn sóng gió thì ta vẫn mãi mãi bên nhau người ơi, mãi bên nhau nồng say. Khi ta có nhau tay nắm tay trong trái tim này nhớ lúc khi em hạnh phúc, lúc khi em buồn đau. Bên em có anh, luôn có anh, luôn có anh đây. Như khi yêu em mà lòng anh luôn cứ lo vì sợ ta chia tay sẽ quên mất nhau sao. Một niềm tin cho em là lòng anh không đáng đo, dù nhiều cơn sóng gió thì ta vẫn mãi mãi bên nhau người ơi, mãi bên nhau nồng say. Khi ta có nhau tay nắm tay trong trái tim này nhớ lúc khi em hạnh phúc, lúc khi em buồn đau. Bên em có anh, luôn có anh, luôn có anh đây. Khi hai ta bên một nhà, em vẫn nghĩ cùng một giờ. Đôi khi mơ cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đây sáng long lanh, nhìn trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhưng những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng đường xe dưới gốc cây chú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Hôm nay chung đến nay ta cùng đón tương lai, và cùng đây ta cùng vui say trên bước đường dài. Khi lần mưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù ta lo dù mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng.
sống chung nhau một đời. Em đã từng nghĩ là em anh chẳng mấy khi phụ em để về nhà. Tôi cần vẫn bị hoa thọt chẳng cùng em được chuyện gần xa. Nhưng ngày là viết câu hát về người ta tự hơi bao đồng. Lên anh ngôn của chàng vị Hiền Văn Quý cho dân cùng tôi giới thảo cầm hoa trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên chúng tôi xin thay lời cho những người làm chương trình và đặc biệt là thay lời cho chàng gửi hiền cùng nàng giao thảo. Xin kính đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và toàn thể các bạn thân mến, như vậy là giây phút hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất mà tất cả hôn nhân cưới của chúng ta và đặc biệt hơn là chàng rể hiền cùng nàng dâu thảo đã từng mong mỏi đời chờ từ bấy lâu nay, chính đến giây phút này đang tràn về tại thư gia của gia đình chàng rể hiền Văn Quý trong niềm hạnh phúc ngọt ngào vô bờ bến. Thưa toàn thể quý vị tân khách quý gần xa thân mến, chàng rể hiền Văn Quý đã từng nói với cô dâu thảo cầm hoa rằng nếu em là bông hoa ngào ngạt hương thơm, anh sẽ là con ong đắm chìm trong mùi ngọt. Nếu em là nốt nhạc, anh sẽ là cây đàn để em hát mãi khúc dân ca. Nếu em là con tàu lênh đênh trước phong ba, anh sẽ đưa thuyền em lên tới. Và cầm hoa ơi, nếu em là bên đời, anh sẽ là con tàu neo đầu cả cuộc đời em. Kính thưa toàn thể quý vị, trải qua một cuộc hành trình đầy nắng và gió từ mảnh đất Cẩm Xuyên về với mảnh đất Kỳ Hải, Kỳ Anh thân yêu, thì ngày hôm nay đây, một ngày vàng thang bạc Nam Kim Cương, để cho đại gia đình dòng tộc nhà Tây của chúng tôi chính thức cử hành hôn lễ, tác hợp cho các bạn trẻ Văn Quý và Cẩm Hoa nên nhớ vợ chồng từ đây. Giây phút này đây, những ngày làm chương trình chúng tôi không muốn để cho quý vị phải chờ thêm một phút, một giây, một tích tắc nào nữa. Cho phép Huy Linh xin được thay lời cho câu lạc bộ Rạp Cưới Thủy Phú xin được phép trình trọng tuyên bố lời thanh ngôn của chàng rể hiền Văn Quý sẽ liên tục cơ sơ thảo cầm hoa chính thức được bắt đầu. Xin được phép quý vị anh xanh đang cho cơ sơ và chủ trì một đám pháo tay lớn hơn trong giá được không ạ? Vâng, xin thay lời cho những người làm chương trình nhịp cầu hạnh phúc và đặc biệt là thay lời cho dâu hiền và rể thảo, cảm ơn những tràng pháo tay từ tất cả quý vị rất là nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đến đây ai ai cũng mang theo những tình cảm vật chất và đặc biệt hơn nữa là những tình cảm tinh thần, mang về được cùng chúc mừng hạnh phúc muôn đời nở hoa cho tất cả lang thân gia nhân trong buổi trưa ngày hôm nay. Chỉ những tình cảm của quý vị thì tôi nghĩ rằng làm chủ rể thì rất là khó, bởi vì khi có vợ thì ra dáng với ông chồng như ra đường gặp em xinh thì ngoảnh mặt đi sờ vợ, về nhà thì vâng dạ lời có nói một câu, bố mẹ mắng thì cúi đầu kẻo vợ nó bắt trước. Hoa ơi, làm cô dâu khó lắm, hôm qua ở nhà mình mẹ mắng thì chối cơm, cha mắng thì thụt thịt lấy nước mắt để dọa người. Con chính thức từ ngày hôm nay đây, em đã là vợ của anh Quý rồi thì em đừng nói to mà cũng đừng cười to, đi chơi đường xa để cố gắng mà về nhà, đừng ở nhà bà, đừng có ngủ nhà bác, về nhà trông nghĩ khác rồi lấy gì mà thanh minh. Dù ngày nay bình đẳng, dù ngày nay văn minh, nhưng chồng mãi là anh, nhưng lúc chồng bực mình lỡ tôi quăng cái mâm thì hoa ơi em cũng đừng đập bát, đợi khi chồng dịu mát mới thỏ thẻ bên tay. Cái điều này anh sai, cái lẽ kia em đúng, chứ em đừng có nổi máu khùng dùng võ mà chửi nhau. Hết chồng thì cũng chẳng ai khen đâu, mà nhìn chồng lấy một câu sẽ được phong tặng gia đình văn hóa. Và dấu này trước sự kiến của toàn thể quý vị tân khách thì gật ra, trao cho cái nơi cô dâu và chủ rể hãy cùng nhau trao cho nhau kỷ vật đầu đời, trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới mà hai bà đã từng mong mỏi đời chờ từ bấy lâu nay. Trao cho cái nơi cô dâu và chủ rể. Xin được trân trọng kính mời anh Viện Áo Cưới Thanh Bình hãy phóng tác ống kính của mình ghi lại thứ lớn thứ nhất cho cô dâu và chủ rể trong ngày hạnh phúc hôm nay sau này làm kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời chú tôi và cô dâu đang chính thức trao chương trình ống cưới và những ca pháo tay từ tất cả quý vị đang chờ, có thể dành tặng cho cô dâu và chủ rể một tràng pháo tay lớn được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, chú rể và cô dâu đã chính thức trao cho lần vòng cưới. Vậy là từ nay anh và em cùng chung sóng nhỏ, chung mẹ cha chung lối đi về, tình thân thắm càng kéo sơn bền chặt, nhờ vợ chồng thấy đầu bạc răng long. Sở dĩ chú rể và cô dâu còn là ngày vui như ngày hôm nay thì không thể quên được công ơn sinh thành dân du của các bậc làm ông làm bà, các bậc làm cha làm mẹ đã chất chứa từ những giọt sữa đời đời. Và trong giây phút thiêng liêng trọng đại này, chúng tôi những người làm chương trình xin được trân trọng kính mời lên sân khấu vì đại diện đến từ quan viên hai họ hai gia đình. Kính mời bà khách nhân dân trở về thềm hoa hạnh phúc để có những tâm tư tình cảm với lời cảm ơn trong ngày cưới của hai con hai cháu hôm nay. Trân trọng kính mời và thân ái kính mời. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các bà, kính thưa các cô các bác cùng tất cả các bạn nam nữ thanh niên, ngày hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời của hai cháu.
đúng là một ngày thật đẹp, đúng là thiên thời địa lợi, và đẹp hơn nữa là tất cả chúng ta chứng kiến sự hiện diện của hội nhà gái, dù đường xa xa xôi nhưng đã đến rất là đông đủ, cũng như tất cả các bạn nam nữ thanh niên của hai cháu. Tôi thấy rằng ai cũng đẹp, ai cũng hạnh phúc để mừng duyên cho hai cháu. Thay mặt cho họ nhà trai, trước hết tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời kính trọng nhất đến tất cả mọi người chúng ta. Kính thưa hiệu trưởng, cha mẹ sinh con mong cho con trưởng thành khôn lớn, đủ đôi cánh để bay đi tìm hạnh phúc và tương lai, và đến hôm nay các cháu đã thành hiện thực, là những người cha, người mẹ, người ông, người bà, cô bác. Cũng mong sao cho các cháu là những con dâu hiền rể thảo của gia đình, của dòng họ và người bạn tốt của tất cả mọi người bạn của chúng ta. Hôm nay vì hội trường chật hẹp, số người dự rất đông, có lẽ rằng một phần nào đó không đáp ứng được yêu cầu của quý vị, của hai họ và các bạn. Ban tổ chức cũng như gia đình chúng tôi thành thật xin được thông cảm đối với tất cả mọi người chúng ta, để chúc phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Cuối cùng không có gì hơn, xin kính chúc chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt. Trên hết, mời phương trình chúng ta vượt về những tấm tình cảm và lời cảm ơn đến từ vị hiền quan viên anh họ Hoàng Gia Đình, thay lời cho những người làm chương trình Nhịp Cầu Hạnh Phúc, thay lời cho chủ trì và cô sâu, kính chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe trong cuộc sống đời thường. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quay trở lại với câu chuyện tình đầy thơ mộng của chàng rể Hiền Văn Quý, cô sâu Thảo Cầm Hoa. Khi thư thủ yêu nhau, họ đã từng ngược mơ rằng ước gì sông rộng một gang, bắt cầu giải yếm cho chàng qua chơi. Giờ đây tình đã thắm tươi, bắt cầu giải yếm em theo anh về. Và đó cũng chính là nguyên do để rồi một ngày anh sẽ là dòng sông, còn em là biển rồng. Anh sẽ là gió lồng để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai ươm mầm xanh trái ngọt. Và tất nhiên tình chính thức từ ngày hôm nay đây, Quý sẽ là lối nhỏ để dìu hoa bước vào đời. Và dấu này để hòa chung men say của tình yêu, men say của đất trời. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng mắt lên phía trên thềm hoa hạnh phúc rực rỡ ánh đèn màu, đi đến với nghi thức tôn sâu vào chủ trì khu gia rượu song banh, chia sẻ tình cảm của mình tới toàn thể quý vị tân khách quý gần xa. Trân trọng kính mời tôn sâu vào chủ trì tiến sang phía bàn tay phải để khu gia rượu song banh. Trân trọng kính mời chàng rể Văn Quý hãy bật nắp chai song banh, sắp đồng hành và mời thầy kêu để bàn lên những tiết rõ hồng chia sẻ tình yêu vợ chồng trong buổi sáng ngày hôm nay. Và giờ này xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cho tràn đầy những ly rượu và cùng nhau thưởng thức những tình cảm mà đại gia đình dòng tộc nhà trai cũng như chàng rể hiền cùng nàng dâu Thảo đã bày sẵn trên bàn tiệc để chúng ta cùng hô vang niềm hạnh phúc, chúc mừng hạnh phúc tương lai cho cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Đó là khi xưa ai biết ai đâu, vì giữa những thân bắt cầu anh yêu, mỗi lấy người sống để yêu nhau, thủy chung một dạ đồng sông nghe dây. Giờ này xin là trân trọng để mời cô dâu và chú rể bằng đôi bàn tay xinh xắn của mình hãy cùng nhau nghiêng mái đầu vào nhau, rót tan đây vào tháp lưới tình yêu mà cái lộ bồ rạp với thủy phú đã chuẩn bị cho hai bạn trong ngày hạnh phúc hôm nay. Trân trọng để mời cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị, đó là mùa thu nắng trải dài trên lá, dáng em hiền trong tà áo thướt tha, môi em cười và ánh mắt kêu xa, chất lòng anh thao thức mới đêm về, ngày bên em anh hạnh phúc tràn trề, xua tan đi nỗi buồn phiền ngự trì, và anh biết có một điều chân lý, tìm ngôi anh tựa vạn lý trường thành. Trang rể hiền Văn Quý và cô sơ Thảo Cầm Hoa yêu nhau để cho nụ nở hoa, cho cây thân trải và cho cả chỗ bông. Chú rể và cô dâu yêu nhau để chính thức nên nghĩa vợ chồng, gần tay mười mặn cũng xin đừng có quên nhau. Và giống này xin được trân trọng mời chàng rể Hiền Văn Quý hãy lên lý giữa cùng cho cô dâu, và tất nhiên liên còn lại dành cho chủ rể. Trân trọng mời cô dâu và chủ rể. Trân trọng mời cô dâu còn tay phải, chú rể cũng tay phải, xin mời hai bạn hãy tiến ra phía sân khấu để cho đồng chí ảnh viên áo cưới đến từ ảnh viên áo cưới Thanh Bình ghi lại thước phía đẹp nhất cho hai bạn trong ngày phút hôm nay. Trân trọng mời và thân ái kính mời. Giờ này xin trân trọng mời hai bạn hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Và trân trọng mời hai bạn hãy cùng toàn thay nhau uống cạn ly rượu phú thê ngày cưới.
và một lần nữa xin mời toàn thể quý vị hãy dành tặng cho cô dâu và chú rể một tràng pháo tay lớn nhất cho giá đi quý vị nhé. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và thầy mời chương trình xin trân trọng thầy mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng mắt lên hai bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa của tình yêu để cùng chứng kiến giây phút chú rể và cô dâu cùng thắp ngọn nến tình yêu, thưởng thức hương vị qua thắp bánh tình yêu. Trân trọng thầy mời tôi sẽ vào chủ đề. Trân trọng mời chú rể và cô dâu bằng đôi bàn tay xinh xắn của mình hãy cùng thắp ngọn nến tình yêu, thưởng thức hương vị của tình yêu qua thắp bánh. Các thắp bánh trên thế giới lên trên trên để cho bạn biết rằng trong tình yêu không chỉ có trải đầy hoa hồng mà trong tình yêu còn có những phong bao ba táp để cho bạn trèo lại con thuyền tình yêu của mình đi đến bến bờ hạnh phúc và vinh quang. Thưa các quý vị, quý vị và các bạn vừa trải qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu đôi lứa của chàng rể Hiền Văn Quý sánh ngang cùng cô Sơ Thảo Cẩm Hoa trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngoài cái hương vị qua ly rượu sâm banh, hương vị qua thắp bánh tình yêu, thì tôi còn thấy thêm một cái hương vị nữa. Có ai biết chú rể và cô dâu tiếp theo là gì không ạ? Có ai đã nhìn trộm thấy cô dâu và chú rể hôn nhau chưa? Nói thật to lên nào. Vâng, cô dâu và chú rể, hai bạn đã nghe chỉ chưa? Người thì bảo là chưa, người thì bảo là rồi. Ngoài cho một số người nhìn trộm, mà trong ngày cưới hôm nay thì những người bạn thân của cô dâu và chú rể rất là thương chú rể, bởi vì chú rể ngồi lên chiếc xe hoa từ mảnh đất Kỳ Hải Kỳ Anh về với mảnh đất Cẩm Xuyên rất nóng lòng đi đón cô dâu, vì thế bụng rất là đói đúng không ạ? Vì thế các bạn có nhắn tin về với chú rể bảo rằng là trong ngày cưới hôm nay nếu chú rể hôn vào má cô dâu anh sẽ được ăn xôi, hôn vào môi anh sẽ được ăn mực, và nếu như ông vào ngực anh sẽ được sữa Vinamilk. Mà chàng rể Hiền Văn Quý thân mến, ngày hôm nay đây nhà là nhà anh, cô dâu Thảo Cẩm Hoa là vợ anh muốn hôn vào đâu là tùy anh có đồng ý không ạ? Và giờ này xin trân trọng kính mời hai bạn hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Trân trọng kính mời chú rể đặt bàn tay của mình lên bờ eo của cô dâu, và xin mời cô dâu đặt bàn tay của mình lên bờ vai của chú rể đi ạ. Hàn Quốc phim trường Hồng Kông nữa. Và trong lúc cô dâu và chú rể trao cho nhau một nụ hôn trên đôi môi, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng đếm từ 1 đến 3 theo tôi. Và chú rể ơi, người ta thường nói rằng đá bóng thì phải có coi, hôn nhau thì phải có trọng tài là MC. Khi nào toàn thể quý vị cùng tôi đếm từ 1 đến 3 thì lúc đó hai bạn mới được hôn nhau. Và xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chuẩn bị đi ạ. Và quý vị cùng đếm theo tôi đi ạ. 1, 2, 3, vỗ tay lên quý vị yêu. Vâng, rất tuyệt vời của tình yêu. Và để rồi xin gửi đến chú rể và cô dâu lời chúc tốt đẹp sau. Chúc cho chú rể và cô dâu vào đầu tuần này năm sau đầu lòng sinh một cháu trai, nước da giống mẹ, đức tài giống cha, cha là cháu của bốn ông bà, đẹp như một nhà bài ca cuộc đời. Xin được kính chúc quý vị mọi người bốn mùa tám Tết rạng người sắc xuân. Xin được kính chúc quý bạn hữu xa gần lời chúc hạnh phúc muôn phần đám say. Và liên tục chương trình xin được trân trọng gửi mời món quà đến từ cầu trường người cầu của cô dâu bước lên phía trên thềm mộ hạnh phúc gửi đến cho hai cháu của mình món quà trong ngày hạnh phúc hôm nay. Trân trọng gửi mời cậu. Thay lời cho cô lùi ra người tùy thú, và đặc biệt là thay lời cho dâu Hiền cùng với rể Thảo cảm ơn món quà đến từ cầu trường người cầu của cô dâu rất là nhiều. Chúc cầu thành công trong cuộc sống, hạnh phúc trong tình yêu. Kính thưa tạm biệt quý vị, các tình yêu được thể hiện bởi chàng rể Hiền Văn Quý còn nói với cô dâu Thảo Cẩm Hoa rằng tình yêu đây chẳng khác nào cây thông trên đỉnh núi, đừng giờ trời nghe gió thổi vi vu, mặc cho bão tố hay sương mù thì lòng trong thủy yêu người con gái Cẩm Hoa mãi mãi. Và giống lại trong giới thiệu lương vào trong đời này, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị một lần nữa hãy nâng ly lên. Và cho phép tôi thay mặt ban tổ chức trình trọng tuyên bố chương trình giao lưu văn nghệ đặc biệt dành cho tình yêu của chú rể Văn Quý sẽ giúp cùng cô dâu Thảo Cẩm Hoa xin phép được bắt đầu.
Trong này xin được tân trọng mời chú đầy văn quý hãy cầm ly rượu của mình, còn bên giám khảo cầm hoa, cầm bó hoa tươi thắm nhất của cuộc đời mình. Đi sâu từng man từng người từng người một. Cảm ơn toàn thể quý vị tân khách từ gần xa. Tân trọng mời cô dâu và chú rể.
mắt dâng cao xứ nghệ. Câu hát ru như một người thơ em đưa ta về bên bãi tuổi thơ xưa. Con nghèo lắm người sao điều vĩ cứ nghĩa tình đến thế. Nào nào lòng đưa con ở nơi xa. Em về xứ nghệ ơi cũng hát sông quê ai đi xa mơ đó nghe cơn mưa như dòng sông vỡ nhỏ ai là ai quên sao nỡ không về. Em cười của anh nó cho ba nhỏ lấy sao đêm nồng mỗi hát thì anh nghe khúc dân ca có từ trong máu thịt không thể rồi lòng làm sống dậy một không quên. Tôi biết rằng em bài ca lần đầu gặp gỡ bởi chia xa không nói được nên lời nhưng điều vĩ theo em về mãi mãi anh cứ mơ hoài. Mời em về xứ nghệ với khúc hát sông quê ai đi xa bờ đó. Tuyến của anh nó cho hoa nó lấy sao bên lòng vội hát đi anh nghe khúc dân ca có từ trong máu thịt không thể rồi đâu làm sâu dày một thôn quê. Thôi biết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ về mãi mãi anh cứ mơ hoài điều vì sao là em anh cứ mơ hoài điều vì sao là trời đã chào anh với con gái.
tuyệt vời. Chỉ mong em và yêu em đến cho con đời người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất vì em tưởng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp what?
đời chúng mình không giàu bằng đôi tiền, đời chúng mình đã có giấc mơ hiền, đời chúng mình đã tìm được thiên đường để đôi tim xanh yêu nhau bên nhau hát ra vui quên tháng ngày. Túc nêu lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Chắc đã mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho.